Xin chào quý bà con đến quay trở lại với kênh Yêu Holy ấy, cùng đồng hành và chia sẻ với mọi người về chăm sóc cây cũng như là hoa, đặc biệt là những cái bông hoa ly, hoa tulip. Trong video hôm nay thì sẽ chia sẻ đến với mọi người cái chủ đề và cùng trao đổi với mọi người về cái quan điểm đấy là dùng hoa ly để thắp hương này, để cắm này, để trưng thì là xui rủi này, rồi là không có may mắn, hoặc là đấy là ly biệt, ly tán, tang tóc, chết chóc. Đấy thì cái quan điểm đấy thì có hợp lý hay không? Đấy, có đúng hay không? Và nó thực hư là sẽ như thế nào? Và mọi người có nên dùng hóa ly để mình có thể là cắm, dùng hoặc là thờ hay không? Đấy thì về cái mặt tên gọi ấy, đấy, thường thường là cái quan điểm đấy anh thấy là một số nơi thôi, hoặc là một số người nghĩ thế thôi, bởi vì là mình nghĩ là từ ly là việc là thể hiện cho việc là ly biệt, tang ly tán các thứ, nhưng mà về cái ở phương Tây thì gọi chúng là ly ly, về Việt Nam thì mình gọi là hoa ly. Đấy, thế thôi, chỉ thế thôi, chứ nó không có cái một cái sự tích hay là một cái gốc gác từ cái việc là cái việc chết chóc, tang tóc hay là ly biệt nào ở đây cả. Không có cái cơ sở hay căn cứ khoa học nào nói về cái việc cái đấy, hay là cắm cái hay dùng cái bông hoa ly để thờ thì là việc xui rủi ly biệt nào cả. Ngoài ra thì nó có tên đấy là bách hợp, đấy cũng khá là đẹp, và ý nghĩa của nó đấy là thể hiện cho sự trăm năm viên mãn hạnh phúc, tinh khiết này, và cái mùi hương cũng như cái màu sắc của nó là thể hiện cho cái sự tinh khiết, hòa hợp, và trong sáng, rất là nhiều ý nghĩa. Và mọi người có thể để ý là rất là nhiều nơi người ta dùng hoa ly cắm thường xuyên, ngày mùng 1, ngày rằm, hoặc là thậm chí là những ngày thường luôn, khi nào hoặc là những cái lễ hoặc cái dịp nào đó thì người ta dùng cắm rất là bình thường như một loài hoa khác. Và ở trong các chùa người ta dùng cái hoa ly cắm rất là nhiều đấy, nó vừa đẹp vừa lại có mùi hương nữa đấy, thành ra là một cái lựa chọn của rất là nhiều người. Thứ hai đấy là về cái mặt là tên gọi đấy, tên gọi thôi, chứ không đấy, mọi người lưu ý nhé. Thứ hai nữa là cái về cái sự long thành và chân thành của mình nghĩa là khi mà mình cắm, mình dùng một cái loài hoa nào đấy để mình thờ, mình cắm, mình dưng, thì quan trọng là cái tư tâm thôi, từ cái long thành của mình. Nếu mà mình dâng, mình cắm, mình thờ, mình dưng và từ một cái sự chân thành tuyệt đối, long thành hết sức, thì mình dưng cái loài nào đấy thì cũng sẽ có cái ý nghĩa. Bởi vì cái bông hoa thì nó chỉ là một cái tượng trưng thôi, nó chỉ là một cái tượng trưng và cái cũng là một cái mà biểu thị thôi, chứ không phải là cái cốt lõi, mà cái cốt lõi là cái ở mình thôi. Nếu mà một cái bông hoa nào đấy với cái sự tuyệt đối thì thể hiện cái tấm gương của mình được. Còn nếu mà mình làm ở cách đối phó, hơi hợt, hay là một cách qua loa, hay là một cách chống đối, thì cho dù là mình trưng, mình cắm với một cái loài mà cực kỳ là đắt tiền, cực kỳ là sang trọng, thì nó cũng sẽ không có cái nhiều ý nghĩa, chứ đừng nói là hoa ly hay là một cái loài nào khác cả. Và cũng không quá là mình bám, mình chấp vào cái một cái cách gọi, thì cái đấy là chỉ là một cái bên ngoài thôi, hay là một cái danh thôi, chứ không phải là cái cốt lõi là ở cái bản thân mình, cứ từ cái lòng thành, sự cứ chân thành của bản thân mình khi mình dâng lên. Đấy là cái quan điểm và cái chia sẻ đến mọi người. Thì hầu như anh thấy rất là nhiều nơi, rất là nhiều người vẫn chăm sóc và cắm, khi nào có thì bắt đầu là cắm thôi, chứ không có nhất thiết là không có kiêng kỵ. Cái này thì cũng có, chỉ có ở một số bộ phận, một số nơi thôi. Thì theo mọi người thì mọi người có thường xuyên dùng hay không, và có kiêng kỵ về cái điều đấy khi mà mình dùng hoa ly hay không?
hay là cái quan điểm của mọi người khi mà về cái điều đấy, hay là khi mình cắm thờ hoa ly thì có như thế hay không, hay là mình vẫn bình thường không có vấn đề gì cả. Đấy, có những người thì sợ, có những người thì bình thường thích vấn đề gì cả, có hoa dùng cắm đã là tuyệt vời rồi. Hoặc là có người thì rất là khuyến khích dùng, có vừa đẹp vừa thơm thì tôi gì là mình không dùng. Đấy, thì cái quan điểm mọi người như nào thì cùng chia sẻ và trao đổi với nhau mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video chia sẻ tiếp theo.